Thân gửi anh Lê Văn Tòa, chủ diễn đàn 216 và kính gửi tất cả quý khán thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024. Như hôm qua, tôi có làm một clip tôi đã nói rất rõ. Tôi không bao giờ tranh luận hoặc là phản biện với anh Lê Văn Tòa. Vì anh là người Anh, là người mà tôi rất kính trọng và tôi tôn trọng những quan điểm khác biệt của anh. Đó chính là tự do ngôn luận và đó mới chính là sự thể hiện của nhân văn. Hôm qua anh Lê Văn Tòa có làm một clip thì tôi có nghe hết rồi, tôi nghe đầy đủ. Việc đầu tiên là tôi xin chân thành cảm ơn anh Lê Văn Tòa có những góp ý, có những khác biệt. Tôi chân thành cảm ơn với những gì mà anh nói, anh trân trọng và thương yêu tôi. Anh muốn cho tôi tốt hơn chứ anh đâu có muốn cho tôi xấu đi. Với những tâm tình đó thì tôi phải biết ơn anh cơ. Và vì như vậy nên những người bạn của tôi là bạn của tôi không phải là tôi. Những người bạn của tôi không hiểu anh thì có những ngôn từ tôi cho rằng là xúc phạm đến anh. Hoặc có những clip nói anh thì tôi không đồng ý. Và tôi, đây là điều thứ nhất, mong rằng những người bạn đó ngưng ngay những clip và xúc phạm đến anh Tòa. Vì tôi đã nói rồi, tôi khuyến khích trong tự do ngôn luận và tôi tôn trọng anh Lê Văn Tòa. Nên xin các bạn ngưng ngay những clip mà không có hay như thế. Đó là yêu cầu thực sự của tôi. Nhưng ở một xứ tự do thì mỗi một cá nhân có một quan điểm. Và quan điểm đó là quan điểm của các bạn, nhưng tôi thấy rằng có lẽ nó không có đúng. Đó là quan điểm của tôi. Thì điều thứ nhất là tôi xin thưa như vậy. Điều thứ hai là thì bây giờ nó không phải liên quan đến anh Lê Văn Tòa, mà một số những người fan, nhất là fan của chị Hằng, nói rằng ông Hùng, ông làm một ngày 4-5 clip, ông có giờ đâu mà ông nghe những cái gì đó từ đầu tới cuối của bà Nguyễn Phương Hằng, nên ông phê phán như vậy là ông phê phán tầm bậy. Tôi xin trả lời luôn, đó là đúng, một ngày tôi làm 4-5 clip. Nhưng mà tôi làm là do trí não của tôi. Một ngày tôi đọc báo từ sáng tới tối, tối tới sáng, khuya tôi cũng đọc. Tôi đọc vừa là giải trí mà vừa cũng là gì đó, thói quen của tôi từ nhỏ tới lớn rồi. Những gì đó mà tôi thâu lượm vào trong trí não của tôi là sản phẩm trí tuệ tôi liên tục làm việc. Làm việc bằng trí não như thế. Nên là nói rằng là tôi không có theo dõi cũng không đúng. Mỗi một clip tôi nói rất rõ ràng. Thí dụ như tôi không nghe đầy đủ, tôi chỉ lấy những đoạn chính. Hoặc là như clip này tôi nói tôi nghe clip của chủ diễn đàn 216 anh Lê Văn Tòa từ đầu tới cuối. Thì tôi nói tôi nghe từ đầu tới cuối. Thì người ta nói là phản ảnh nature, tức là bản chất. Phản ảnh bản chất không có nghĩa rằng là làm nhiều là không có chất lượng. Nếu mà tôi làm cái gì đó mà trong clip đó nói sai thì đó, biết bao nhiêu trăm ngàn con mắt theo dõi và họ phê phán. Phê phán là phê phán trên nội dung chứ không phải là ad persona, tức là tấn công vào cá nhân. Cái chuyện mà tôi đọc báo mỗi một ngày tôi làm 4 clip, 5 clip, 10 clip cũng được, đó là quyền của tôi. Còn trong đó tôi nói cái gì sai trái, sai pháp luật hay tấn công ai gì đó mà sai thì tha hồ. Có quyền, tôi đã nói tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Cứ bình luận, tấn công tôi về cá nhân thì tôi cũng coi thường, phải không? Vậy thì trả lời cho những người nói rằng anh Hùng làm nhiều clip nhưng mà có chất lượng hay không, đó là vấn đề. Và bây giờ tôi có đôi lời tâm tình với anh Lê Văn Tòa. Tại sao tôi nói về câu nói với chị Nguyễn Phương Hằng là lưu manh và lương lẹo? Đúng, anh Lê Văn Tòa nhận xét trước đây tôi là người không có những cái ngôn từ như thế, ngoại trừ đối với những người mà liên tục tấn công tôi coi như gần 5 năm rồi. Đúng như vậy. Và đối với chị Nguyễn Phương Hằng, trước đây tôi dùng những ngôn từ rất rõ ràng, trân trọng, đủ thứ hết. Trước khi chị đi tù, trong khi chị đi tù, sau khi chị ra tù. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi ủng hộ những việc thiện chị ấy làm.
Đó là ưu điểm của chị, vì ai cũng có ưu điểm và cũng có khuyết điểm. Tôi ủng hộ những ưu điểm đó. Nhưng không thể nào lấy những ưu điểm để rồi có những khuyết điểm mà tôi muốn ngăn chặn những khuyết điểm đó. Vì tôi cho rằng những khuyết điểm này nó rất nguy hại. Như tôi đã lấy một ví dụ như thường xuyên. Một chiếc xe vận tải 18 bánh chở hàng thì điều đó là điều tốt vô cùng. Xe vận tải 18 bánh chở hàng thì chuyên chở nhiều thứ tốt cho xã hội. Nhưng khi nó lên dốc rồi, nó xuống dốc, thấy rằng nó bị đứt phanh, nó không còn thắng nổi nữa, và nhìn thấy được cảnh nó sẽ lao xuống, nó tông vào các xe khác, nó gây ra tai hại vô cùng, như ở trên cầu Phú Hữu ở thành phố Hồ Chí Minh lao xuống thì sao? Nhiều người bị tử vong, nhiều xe cộ bị thiệt hại. Tôi thấy cảnh này tôi hoảng, la lên không được thì tôi phải chận. Chận thì chận hết mình. Nên giai đoạn đầu thì có những lúc tôi chận, có tính cách là quăng cái cục đá gì đó ra để chận cái bánh xe cũng không được. Thì cuối cùng là phải lao mình, đưa cả một cái chiếc xe của mình mà mình rất thương tiếc, mình quý trọng, cả cái xe danh dự của tôi mang ra tôi chận ở trước xe của chị Nguyễn Phương Hằng 18 bánh đó. Đó là lý do tôi cần phải lên tiếng mạnh hơn nữa và mạnh hơn nữa. Đưa thuốc nhẹ không được thì đưa thuốc nặng, cứ từ từ nặng lên. Thuốc đắng giả tật, chữa đau mới hết bệnh được, anh Lê Văn Tòa. Nhưng tôi dùng chữ lương lẹo và lưu manh là khi tôi thấy chị ấy đi quá đà. Quá đà chỗ nào? Quá đà chỗ mà đưa một người phụ nữ già, rồi nói đây là người tự nhận mình là đại diện cho Việt Tân, rồi yêu cầu chị tham gia vô với Việt Tân, đi tới giải cứu sư Minh Tuệ, rồi cùng nhau gì đó lật đổ nhà nước. Thì chuyện này là một chuyện động trời. Anh Lê Văn Tòa biết rồi, đảng Việt Tân là một đảng nhà nước này chỉ định đó là một đảng khủng bố. Mà đảng khủng bố thì nhà nước nào cũng phải truy lùng những thành viên ở trong nước mình. Khi họ biết đến, đưa một phụ nữ già nua như thế đó mà có hình ảnh thì sao? Thì bổn phận của các cơ quan chức năng sẽ phải ra soát và tìm hiểu và bắt cho bằng được người phụ nữ đó. Bắt cho được người phụ nữ đó là vì đại diện cho đảng Việt Tân là một đảng khủng bố với một kế hoạch rất là động trời là giải cứu sư Minh Tuệ, rồi từ đó cùng nhau lật đổ nhà nước này. Thì cơ quan an ninh nước nào cũng phải nhập cuộc chứ. Nhưng mà người phụ nữ đó, đó hình ảnh đi thấy dáng như thế, có phải là đảng viên Việt Tân không? Không thể nào. Những hình ảnh đó thấy một bà già quê mùa, nghèo khổ, làm sao gọi là một đảng viên Việt Tân được? Mà anh Lê Văn Tòa đã biết rồi, tôi là một người hoạt động đảng phái lâu năm. Ít nhất từ đó đến nay là cũng đã 40 năm tới nơi rồi. 40 năm tới nơi rồi. Tôi hiểu hệ thống hoạt động đảng phái. Ai cho phép làm kiểu như vậy được? Không bao giờ ở trong nước mà có quyền tự nhận mình là đại diện cho đảng được. Vì anh cũng đã biết rồi, anh là người sinh hoạt trong đảng phái, trong đảng Cộng sản. Thì đã hiểu chuyện gì cũng có cơ sở phải biểu quyết. Và chuyện lớn như thế là phải cả một đại hội như thế nào đó của Ban Chấp hành Trung ương thông qua mới được. Mà Việt Tân nào mà làm cái trò đó khi mà ở trong nước này tình cảnh rất là nguy hiểm. Nếu mà lộ ra thì cán bộ đi tù cả lũ. Nên không thể nào có được. Và vì như vậy á, tôi đã làm một clip và tôi nói làm như bà Hằng á, tự cứu mình nhưng mà đẩy một người phụ nữ nghèo khổ như thế vào con đường cùng, vào cái con đường rất nguy hại cho bản thân, cho gia đình của bà ấy nữa. Bà ấy đã là nghèo rồi, nghèo khổ tới tột cùng rồi, vậy mà cũng còn bị lợi dụng cho một chuyện để mà gọi là thoát thân của bà Nguyễn Phương Hằng. Câu chuyện hư cấu đó rất nguy hại. Cho nên tôi nhìn thấy điều đó tôi mới sùng mình lên, tôi nói lương lẹo, lưu manh.
lương lẹo lưu manh là ở chỗ đó, đó. Nó thể hiện cái bản chất là mình khi cần cứu mình là đưa những người nghèo khổ vô thế thân. Làm sao tôi chấp nhận được? Nếu bà Nguyễn Phương Hằng trước đó bà từng tự nhận mình là người vì dân mà, tôi đi tù vì dân mà, rồi tôi lo cho dân mà, vậy mà đưa một người nghèo khổ, phụ nữ nghèo khổ cả tin bà đến gặp bà, và bà đưa ra thành con dê tế thần. Anh Lê Văn Tòa nghĩ sao? Ngôn từ mà tôi dành cho bà là còn nhẹ đó. Lương lẹo, lưu manh là còn nhẹ đó. Tôi bảo lưu câu nói đó chứ còn thực sự nó còn nặng hơn gấp 10 lần nữa kìa. Vì tôi chắc chắn cơ quan an ninh nhập cuộc và tìm hiểu bà này là ai. Đương nhiên liên quan đến cả gia đình bà. Vì một câu chuyện động trời như thế. Nhưng cách đi đứng của bà từ ngoài cổng do chính nhân viên của công ty Đại Nam quay nhé. Từ ngoài cổng đi vào rồi đi qua. Đi rất là khổ sở còn siêu vẹo nữa. Tới gặp bà Hằng thì oà lên khóc ở trên bàn. Chưa thấy bà ấy nói cái gì cho rõ ràng hết. Chỉ thấy bà Hằng coi như là vỗ về an ủi thôi. Một người chuyên nghiệp về đấu tranh như tôi gần 40 năm trời nhìn qua là biết hư cấu. Mà hư cấu như thế tôi nhìn thấy rất rõ là nguy hại cho bà Hằng liền vì sẽ bị điều tra. Tôi biết chắc như thế. Và tôi cũng biết chắc nữa là người phụ nữ đó sẽ bị điều tra. Tôi tội nghiệp cho người phụ nữ đó và gia đình người phụ nữ đó. Người thân của người phụ nữ đó tự nhiên cái vướng vào chồng. Người phụ nữ đó đã khổ rồi, bây giờ là còn thêm một cái khổ không thể tưởng tượng được. Vì đây là an ninh quốc gia, một tổ chức khủng bố, đại diện tổ chức khủng bố ở trong nước này đi khơi khơi tới Đại Nam. Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, ai chấp nhận được? Thế dựng một câu chuyện như vậy không phải là lưu manh và lương lẹo là gì? Đối với tôi là như thế. Nên quan điểm của tôi bảo lưu quan điểm của tôi. Còn anh Lê Văn Tòa có quan điểm của anh, tôi tôn trọng. Nhưng tôi tâm tình với anh như vậy. Tôi bảo lưu quan điểm của tôi. Vì rất nguy hiểm vô cùng. Chuyện này đâu có thể đơn giản được. Tôi nghe những thông tin và tôi thấy rằng là người ta nói người phụ nữ đó tên là Nguyễn Bích Phượng. Là một người phụ nữ tội nghiệp lắm. Ở trước cổng Đại Nam á, hàng ngày. Và bây giờ đây là thông tin mà người ta nói cho tôi chưa có xác nhận 100% là cơ quan an ninh đã gặp người đó rồi. Và biết rất rõ đây là một hư cấu rồi. Và tại sao bà Nguyễn Phương Hằng tạo một hư cấu như vậy thì ai cũng hiểu rồi. Vì bà từng làm livestream nói rằng là ở trên đỉnh cao thì không thể rớt úp mặt xuống và sẽ quất phát nào không trật phát đó. Đưa ra cho thấy sư minh tuệ tu đúng chỗ nào, tu sai chỗ nào. Bị phản ứng quá thì nó chạy đi và đưa một con dê tế thần ra như vậy. Tưởng là một câu chuyện như thế là xong nhưng mà không phải vậy. Như anh Lê Văn Tòa đã nhận định, bà Nguyễn Phương Hằng nên ngưng livestream là tại vì rất nguy hiểm, mới ra khỏi tù thôi. Ra khỏi tù sớm thì còn có những quy định. Mà tuyên bố như vậy thì sao? Thì tự mình đúc đầu vào trong, nhất là tuyên bố tuyên chiến với T-30 nữa cơ. Tuyên chiến với T-30 cơ. Tôi cũng đã thưa với anh Lê Văn Tòa rồi. Chuyện bà Nguyễn Phương Hằng nói về những tiêu cực ở T-30 đó là quyền của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng phải chuẩn bị có những dữ kiện bằng chứng cụ thể, kẻo không sẽ bị rơi vào chỗ vu khống một cơ quan chức năng của nhà nước. Tôi lo ngại chuyện đó nên tôi nghĩ rằng tôi phải mang luôn cả cái danh dự uy tín của tôi ra tôi cản cái chiếc xe vì 8 bánh này nó lao dốc. Và tôi cũng biết rồi, tôi nói rồi. Tôi biết những cái đám mà ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng á, là điên cuồng đánh tôi, dựng đủ thứ chuyện về tôi đâu có ngại. Coi như tôi đã hy sinh một chiếc xe danh dự của tôi để cản đường, ngăn cản những sự thiệt hại. Và nhiều khi
mang cả chiếc xe của mình, nhiều khi nó nhỏ quá cản đường không nổi, thì xe đó nó cứ tiếp tục lao dốc làm thiệt hại đến những xe khác. Nhưng tôi chấp nhận sự thiệt hại bản thân để mà hy vọng cứu vớt được bà khỏi tù, nhưng có lẽ là không được rồi. Bây giờ đó, chuyện nó bùng nổ không phải của chỉ riêng bà Nguyễn Phương Hằng, mà chuyện bùng nổ là do những đám YouTubers và những fan của bà không hiểu chuyện, cứ như thế tiếp tục thì bà phải đi tù. Như trong quá khứ y hệt như vậy thôi. Tôi cũng đã từng lên tiếng trước khi bà đi tù, nhưng khi ấy tôi lên tiếng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ tôi lên tiếng nặng hơn và chỉ dựa lên trên lời nói là lương lẹo, lưu manh của tôi để họ tấn công tôi. Đối với tôi chuyện đó bình thường, vì tôi đã nói là thuốc đắng giả tật mà, cho đô mạnh hơn, tôi biết chuyện đó. Tôi với bà Nguyễn Phương Hằng chả có thù oán gì, tôi cũng không có liên hệ gì với công ty Đại Nam, thì tội vạ gì tôi phải mang cả danh dự và uy tín của tôi để mà chặn chuyện này. Chỉ thiệt hại cho tôi thôi chứ có lợi gì đâu. Còn lời khen thì trong quá khứ đã có, chê thì nhiều, chửi bới, nhục mạ nó nhé. Bây giờ là đến cái giai đoạn nhục mạ. Nhục mạ thì tôi chấp nhận mà. Nên là tôi xin thưa lại với anh Lê Văn Tòa, không có tranh luận với anh. Tôi rất kính trọng anh, nhưng mà đó là lý do tại sao tôi tâm tình với anh. Tôi bảo lưu câu nói là việc làm đó đưa một người mà hư cấu, một bà già gọi là đại diện cho Việt Tân với một kế hoạch trời ơi đất hỡi to lớn, giải cứu sư Minh Tuệ để làm một cuộc lật đổ nhà nước Việt Nam này, thì đó là một chuyện động trời, kinh thiên động địa, mà một người phụ nữ nghèo khổ như vậy, không biết gì hết, để rồi dính vô đây thì có phải là liên lụy bản thân và gia đình. Thì việc làm đó của bà Nguyễn Phương Hằng thoát thân như thế là lương lẹo và lưu manh không? Đối với tôi là lương lẹo và lưu manh đó. Còn đứng trên quan điểm của đảng phái thì cái này là không được à. Cái này ở bên đảng phái là tử hình đó. Nói cho anh Lê Văn Tòa hiểu như vậy. Anh là ở trong đảng phái anh biết rồi. Loại đó là tử hình liệt. Không có giỡn mặt à. Tôi mà lãnh đạo của một đảng mà biết như vậy nói về đảng tôi tử hình. Tôi nói trước luôn. Đảng Việt Tân đã lên tiếng rồi, nhưng mà đó là vì đảng Việt Tân ở nước ngoài. Chứ còn kiểu đó là ở trong nước này mà họ có quyền thực sự tử hình. Mang như vậy là đùa giỡn lên trên một người phụ nữ và đùa giỡn với một đảng phái đang hoạt động. Không đơn giản. Nên câu lưu manh, lương lẹo là câu nhẹ. Chứ còn thực chất nó phải là tử hình. Đối với các đảng phái là như vậy đó. Vậy thì tôi tâm tình với anh Lê Văn Tòa, đó là lý do tại sao tôi bảo lưu câu nói của tôi. Tôi không thù oán gì với bà Nguyễn Phương Hằng. Thật ra tôi mới là người muốn cứu bà Hằng hơn ai hết. Cách cứu của tôi là thuốc đắng giả tật, chữa đau mới hết bệnh được. Bà hiểu hay không hiểu tôi không quan tâm. Fan của bà hiểu hay không hiểu tôi cũng không quan tâm. Tôi làm những việc gì tôi cảm thấy đúng lương tâm của tôi. Và việc mà bà đưa một người phụ nữ, bà cho rằng là Việt Tân như thế đó, đại diện Việt Tân với một kế hoạch rất là kinh khủng như thế, giải cứu sư Minh Tuệ để rồi cùng nhau lật đổ nhà nước này, thì đó là một câu chuyện hư cấu. Nhưng đứng trên quan điểm của một nhà nước, khi bà tung tin ra như vậy mà không có thật thì là một gián tiếp kêu gọi sách động quần chúng xuống đường để lật đổ nhà nước. Thì cái chuyện này nếu mà cơ quan an ninh họ ghép vào tội thì nặng lắm. Nên tôi mới thấy hoảng, tôi mới la lên là như vậy. Dùng ngôn từ nặng để bà ý thức được vấn đề, để bà điều chỉnh ngay. Và nếu tôi là bà thì tôi can đảm nói tôi đã sai. Tôi sai trong vấn đề. Lúc đầu tôi có thể nghĩ rằng khi đó với sư Minh Tuệ tôi sai, tôi xin lỗi. Thôi ngưng ở đó. Rồi bây giờ bà đã sai nữa rồi thì sao bây giờ? Tôi sai, tôi xin lỗi, tôi nhận tội lỗi. Đừng có đi xa hơn nữa. Kẻo sao bà hại bản thân bà hại cho cái người phụ nữ đó rồi, gia đình người phụ nữ đó rồi. Bà hại cho ông Huỳnh Uy Dũng, bà hại cho công ty Đại Nam, bà hại cho các nhân viên của công ty Đại Nam. Tôi lên tiếng là để tôi cứu bà, nhưng cách cứu của tôi là cứu của tôi.
Vì tôi nghĩ rằng bản chất của bà là người tốt cái đã. Bà có một số khuyết điểm mà người ta gọi đó là vạ miệng thôi. Vạ miệng. Chứ bản chất là tốt. Tôi nhận định như vậy rồi. Thì chuyện mà người thương kẻ ghét là chuyện bình thường. Ai hiểu tôi thì tôi cảm ơn. Ai không hiểu tôi cũng cảm ơn. Tấn công tôi cũng ok. Cứ việc đi. Nhục mạ tôi cũng kêu cứ việc đi. Còn họ giỏi hơn tôi thì họ cứ việc bình luận hay hơn đi. Tôi đâu có ngại. Nhưng tôi cũng biết có những người trước đây là bám theo tôi. Muốn tương tác với tôi, muốn nhờ tôi cái này cái nọ tôi không chịu. Thì quay xe, chửi bới mắng nhiếc tôi, lợi dụng kênh này kênh nọ, vận động kích động để mà chửi tôi. Ông Hoàng Duy Hùng bình luận như vậy mà cũng bình luận về Việt Nam, ngớ ngẩn. Vâng, tôi bình luận dở như vậy đó. Bạn bình luận giỏi hơn thì bạn cứ bình luận giỏi hơn cho người ta nghe. Rồi có người nói tình hình thế giới ông Hùng biết cái gì. Vâng, tôi không biết cái gì hết, bạn biết bạn cứ bình luận. Nhưng mà bạn càng nói thì càng lộ ra cái gì, ai cũng hiểu rồi. Trình độ của bạn hay hơn thì bạn cứ bình luận đi. Vậy thì thưa anh Lê Văn Tòa, đó là tâm tình của tôi đến với anh. Tại sao tôi vẫn bảo lưu câu nói là lưu manh hoặc là lương lẹo đối với trường hợp, đây là trường hợp cá biệt nha, bà Nguyễn Phương Hằng khi lôi người phụ nữ già nua khổ sở như thế vào cuộc và gán ghép đó là đại diện đảng Việt Tân với một kế hoạch giải cứu Sư Minh Tuệ để lật đổ nhà nước Việt Nam này. Tôi cho rằng đó là một sự hoang tưởng là nhẹ rồi, nhưng là lương lẹo và lưu manh là đúng, nhưng đó mới là kinh khủng, nó còn nặng hơn nhiều. Vì hoạt động đảng phái như thế là tử hình. Thành thật chia sẻ với anh như vậy. Chân thành cảm ơn anh Lê Văn Tòa đã có những lời lẽ rất là xây dựng đối với tôi, nhẹ nhàng. Và cũng cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.